Hôm nay mình xin chào cô chú. Hôm nay là ngày 13 tháng 6 năm 2018. Mình xin giới thiệu một số lan lan. Cô chú thích mã số nào thì ghi là mã số và gọi điện cho bên con. Bên con là 0908 846 804. Địa chỉ phường Lao, phường 4, Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Hôm nay mình giới thiệu một dòng tên là lan leo. Rồi thì có giá tiền là 160.000 một giò, đồng giá lan leo. Bông màu trắng, có hương rất là thơm. Tên là lan leo. Đồng giá 160.000 một giò. Một giò thì được khoảng từ 6-7-8 bụi luôn. Rất nhiều bụi. Đây là giò mã số 1. Hoa rất là thơm. Bông màu trắng tinh luôn. Hoa này sắp tàn rồi, nó hết được đẹp rồi. Dùm mã số 1, 160.000. Đứng quầy mình nghe rất là thơm. Thế là mã số 2. Cái này thì ở bên Thái về, bộ rễ rất là tốt. Cây to khỏe. Một giò được khoảng 6-7 cây. Đồng giá 160.000 một giò. Đây là giò mã số 2. Lan leo. Mã số 2. Tiếp theo đây là giò mã số 3. Với giá tiền là 160.000 đồng giá. Giò mã số 3. Mà số 3. Bụi thì một giờ tới khoảng sau cỡ 60 cây. Đây giờ mã số 3. 160.000. Hoa rất là thơm. Tiếp theo là mã số 4. Tiếp theo là chậu mã số 5. Bụi nhiều cây ha. Cả mấy cây đi. Tiếp theo là mã số 6. Số 7. Lan leo này thơm các bạn, mùi thơm rất là ngọt. Mà loại lan leo này thì cũng đặc biệt là nắng nhiều thì nó mới thơm nhiều.
hay là bụi mã số mấy? Mã số 8. Mã số 9. Mã số 10. Mã số 11. Mã số 12. Số 13. Mã số 14. Số 15. Mã số 16. À,
mình vừa giới thiệu với các bạn một số giò lăng leo. Các bạn ưng ý giò nào các bạn hãy ghi mã số lại và các bạn gọi điện thoại cho bên mình. Số điện thoại là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng Vườn Lan ở phường 4, Tuyến Tránh, thành phố Tân An, Long An. Hoa Lan Quang Minh xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.